Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha anh em ơi. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ. Ở bên hôm nay thì Khải sẽ úp mạnh của Nghe Mây để úp cấp nha anh em. Nghe Mây này thì nghe theo xe khá là cả, nên là Khải đang cần cấp khá là nhiều. Thì bây giờ thì ạch này cũng lên đảo đồ đạc hết rồi. Video trước này cũng biết rồi. Nghe Mây thì lượng làm trọng cũng được 70 này. Đó, lượng chắn lôi này nè. Chắn lôi cũng được 75+2. Đó. Chắn lôi 75+2. Đây. Đó. Giờ Khải cánh Evan úp cốc nè, 87 nè. Rồi dưới Evan này thì Khải sẽ được 81 tỷ chứ. Evan này được 1 tỷ kinh nghiệm thì Khải nghĩ chắc cũng được 94-95 cốc nè. Ok, cánh luôn em ơi. Cánh úp cốc. Rồi nhảy thành này. Từ từ trước khi nhanh nhảy thành này thì kiếm mình quá tử rồi. Kiếm mình quá tử không đường còn ta. Đây là thiên sơn nữa nè. Rồi. Kiếm mình quá tử nhảy thành rắn là thiên sơn. Úp cấp này. Không mình thật. Mình quá tử không? Bằng nhược. Anh em đang xem cho Khải một like nha anh em. Video này cũng không có gì Khải úp kinh nghiệm dạy cờ lon. Úp lên trên ít rồi thì tin. Đồ không có mình quá tử luôn nè. Áo rồi. Toàn đua tốt nè. Rồi cái này đi thằng khác luôn. Anh gần mấy trăm cái chưa có gì luôn em ơi. Đồ sao đen vậy. Bữa anh chính không có gì rồi. Nhẫn đồ đâu. Đồ kiếm kịp nhẫn đồ anh em. Gửi vốn gửi hò anh em. Úp cấp nữa nè. Nhẫn vào đâu anh em? Gần 200 cái rồi. Một hộp. Một hộp ở đây. Chắc là giảm. Cái này đi một tay. Phi tóc nữa bao. Gần 300 cái rồi chưa có gì. Ủa là nhẫn đâu? Nhẫn đâu? Nhẫn đâu anh em? Anh em đang xem ủng hộ video một like nha anh em. Trong lần này thì Khải Nguyên Vinh up cấp vậy phụ rồi nè. Phụ tầm này chan từ đầu đến giờ mới có 86 cấp thôi. Khá là chậm. Anh nhận lên 90 rồi em ơi. Ôi. Không có một cái nhẫn, không có lệnh bài boss luôn. Vãi nồi vậy ta. Một lá bài kiếp mở luôn như này. Ngũ độc trưởng pháp. Trời ơi. Bữa trước hãy mua 500 xu rồi nè. Hai viên thì tinh hồng bằng nhiều tâm kinh. Giờ anh gần ngàn, anh gần 500 cái rồi. Chưa có gì gọi là luôn em ơi. Vãi tung chảo vậy. Vãi nồi. Làm ăn, làm ăn bách rồi. Cánh mình quá tiến độ rồi. Thử nó có gì thay đổi không? Ồ. Một làm bài bất sân. Một lần bài phong độ. Đây hiện tại cái đang anh Evan show của Evan mùng 8 tháng 3 nha mọi người. Bữa giờ Evan cũng ra được hơn 10 ngày rồi. Giờ mới bắt đầu anh cho cờ lon. Trời. Bữa chính này không có gì rồi. Nãy như cờ lon 500 cái rồi chửi gì luôn em. Trời ơi chiếc lỗ sắp mạch nữa quá à. Tiên thấu lỗ. Thành đô xin. Trời ơi nhẫn đâu, nhẫn đâu. Tinh hồng bảo thạch. Tiên thảo lộ. Nhẫn đâu anh em, nhẫn may mắn đâu. Tiên thảo lộ, ôi nhẫn kỹ năng tiềm năng đâu. Làm cho hai bộ có tiền anh em. Một bộ cũng được. Lên bài boss thường, trời ơi, thương đặc biệt 500 xu anh em. Thường thì chịu rồi. Ok, một nhẫn gì này. 5 điểm tiềm năng. Ok, quách quán lộ, quách quá tửu. Tiếp tục, tiếp tục. Tiếp thối lộ. Gây là Khải cánh bình quá tửu cho hoạch luôn rồi. Cho hoạch chính nhiệm bờ tờ nó lấy cái thêm quá tửu nè. Lấy thêm quá tửu rồi, may mắn nữa không?
nhiều anh em bảo cánh Evan cánh quá tưởng ok, cánh luôn Thiên Sơn cánh rồi nè, nhiều quá tưởng này đó. Ok man, tiếp tục tiếp tục, một tiền hối lộ có một nhẫn này anh em ơi. Trời ơi, sao chưa có gì luôn trời. Một cái mã nhẫn tìm đánh vài trăm xu anh em, tầm này nó khoảng bảy vài trăm xu anh em ơi, 8-9 trăm xu rồi anh em ơi. Gì có hai đường bài boss anh em, thám dữ ta, thám dữ ta. Một viên thiện tinh, một viên thiện tinh, còn 200 cái cuối cùng, 200 cái cuối cùng. Up cấp 93. Ok, up cấp hay tiếp tục à. Tăng điểm. Ok, một điểm là lên kháng cả 23. Một cấp là lên kháng cả 23. Rồi, còn chấm mấy chục cái nữa nè em ơi. Tiền thổ lộ thôi, còn tiền thổ lộ thôi. Anh em Vinh. Một cái đặc biệt, trời ơi, gần 1.000 cái mới được một cái đặc biệt. Rồi, cái xanh nữa nè em, rồi, đặc biệt hiếm nha. Tiền thấu lộ, trời, toàn tiền thấu lộ thôi. Còn chín mấy cái, mình thành đạo mình chưa đi thôi. Dương Châu, Lâm An, Tương Dương. Tương Dương đi, Tương Dương Nam một cái này. Những cái cuối cùng. Nhận đâu. Tinh Thông Bảo Thạch tiếp tục. Diên Tử Hiệp Tinh nữa làm đủ bộ phong binh rồi. Nhưng tưởng hiệu tinh nữa hoặc là hai lần bài bất đại, quên hai lần bài đặc biệt anh em. Bài đặc biệt đâu? Gì đây? Thiết là hán, trời ơi. Rồi những cái cuối cùng anh em ơi. Tiền thổ lộ tiếp. Trời hiệu tinh. Trời ơi, đen thế, anh quá đen anh em ơi. Anh quá đen luôn mọi người ơi. Mấy bên tiền thổ lộ này không có giá lắm anh em. Bỏ một rừng tí nữa khả tính xong anh em. Tại vì tiền thổ lộ tầm này nó có 20 xu một bình anh em. Trời quá đen luôn, được một nhẫn thôi. Nói chung là cũng đỡ hơn ngày chính nè. Đồ ngày chính bữa ăn không có gì luôn nè. Ngày chính bữa chọn gói là không có gì luôn. Rồi cắt cấp cho nó chặt khỏi chặt gương nè. Thiếu lộ 20 xu rồi nè mày. Rồi hết chỗ luôn rồi. Gì đây? Đình bài bất nữ thần xích thú. Xích thú cho xe cấp 94. Rồi ok. Ok, Phúc Nguyễn đợi khả tới Phúc Nguyễn ơi. Đang anh em mình đợi chút. Đó lên kháng cả 23 rồi, ok luôn. Rồi, okay, tổng ăn được lời lỗ nè. Trời ơi, bay hết 7 kim 250 xu. 7 kim 250 xu. Mà được cái đây. Được 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12. 12 với lại đó là 14. 14 tiền thổ lộ thì cho 20 xu một bình. 14 x 2 thì được 280 này. 280 từ tiền thổ lộ nha nè. Rồi. Một bài boss xanh này. Một đặc biệt này, trời quá nhỏ luôn. Ba boss xanh tầm này cũng 250 là ba boss xanh cộng 750 này. Đặc biệt khoảng 600 cộng 600 là được một K6. Ok, K6 này. Như này. Ngũ độc trùng pháp K6. Thì tinh thì tầm 200 xu. 4 cục thì tinh đi. K6 cộng 800 xu bằng 2K4. Nhẫn này khoảng 900 xu. Nhẫn này tiềm năng còn 900 xu. Cộng 900 xu. Rồi 3K3 cộng như 2 tinh hồng 250 đi. 250 là cộng 500 xu là 3 kim 8. 38 lần bát bớt nữ thần khoảng 500 xu. 500 xu là 4 kim 3. Rồi 4 kim 3. Một cái hống minh thạch còn 400 xu. 4 kim 7. Rồi xong, lộ sắp mặt luôn. Không có gì luôn nè. Hộp quà mở luôn. Lại một con ngựa nữa. Cho xe mang nè. À, nhỏ thiệt chứ. Hết 7, 4 kim 7. Hết 7 kim 3 mà thu được 4 kim 7 thôi nè mày. 4 kim 7 thôi. Mấy phụ duyên này không nên thua. Tóc rất là dám. Nói chung được 7 kim 3 nè mày, quên 7 kim 3 mà trừ cho 4 kim 7 thu được mà phải bán nữa nha. Trời ơi, lỗ sắp mặt luôn. 7 kim trừ cho 4K7 lỗ 2 kim 6 nè mày, lỗ 2 kim 6 nè mày.
lộ sấp mặt lộ 2.6 và được 8-9 cấp của nó nè, nói chung khá ok. Chúng là bù lại cái cấp cho bang Excel nó là được cấp 86, 86 lên được 8 cấp, lên được 8 cấp anh em. Ok rồi, nói chung là lên được 8 cấp cho xe nó khỏe nè. Rồi, nói chung là anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho Khải một like chia sẻ cho anh em. Nói chung là được bán lại còn 4.3 rồi mà mới không phải bán được. Rồi, ok, cái gì hôm khác Khải sẽ tiếp tục ăn khác. Nếu có ăn thêm thì Khải ăn thêm anh em ơi. Lỗ quá. Được 8 cấp thôi, vẫn lỗ.